Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Ê, đâu ấy? Đâu có gì đâu bạn ơi. Đâu có gì đâu bạn ơi. Ui. Các bạn ơi. Có gì đâu bạn ơi. Thật mà. Có cái gì đâu bạn. Hãy nói gì đi. Có cái gì đâu mà nói bạn, tại sao bạn như vậy? Ui, có một bạn thôi bạn ơi. Nó không có đồ nên là mình nghĩ là không cần đâu. Nó có đồ đâu. Thật mà. Chứ nó nghèo vãi chưởng ơi, nó mặc cái áo danh vàng không có đồ đâu ông ơi. Nhưng mà ít nhất cậu gần giết nó rồi, cậu phải báo chứ. Ờ thì mình bảo rồi mà. Ý, mình chưa kịp nói. Mình chưa kịp nói, các bạn đã im ỉm. Đấy, các bạn kêu mình là im ỉm. Thế hơi sợ rồi. Ở phía cái khu này khoảng cần lút nhá, hết đồ rồi. Mình vừa nhìn thấy thằng nào đúng cắp treo ấy. Ui, ở đây có cáp treo à bạn? Đâu có cáp treo à? Bân ơi, đừng xạo chó. Hơi như xạo chó nhưng mà lại không phải chỗ nha bạn. Ở đảo quân sự chỗ này làm gì có cáp treo. Cậu cứ đùa chứ, khu thung lũng tìm mình nhảy nhiều lắm rồi. Đứa đúng rồi, ok có cáp treo. Làm cơm đi các bạn ơi. Ê các bạn ơi, đi ván bay nào các bạn ơi. Ô, để chạy qua làng thông đi. Ở đâu không? Đâu chạy qua làng thông không? Ra cái bệ phóng ấy, có một cái bệ phóng ở làng thông mà. Ê, đây nhà mày đi bay đi. Xe máy bạn ơi, xe máy không chở được. Wow. Thế xuống xe để mình đi đi bạn. Đâu bạn ơi. Đâu tiền đồng đội vào trước nha các bạn ơi. Mình qua làng thông mình đi bay đi các bạn ơi. Các bạn có đi bay lắc cùng mình không? Mình các bạn ơi. Ê Hồ Nhi đi bay lắc đi Hồ Nhi. Đây chúng ta vào đi bay lắc cùng một lần luôn anh em ạ. Bay lắc căng. Ừ, bay lắc mà ông. Gọi là bay lắc cho nó phải nha mời. Let's go. Ui. Có người à? Thế mình bay lắc hẳn ra ngoài rồi anh em ạ. Để mình cứu mạng đây. Bye bye anh em. Ui, bay con này mình cứu mạng đây. Ui. Ui nghĩa địa bắn nhau căng vãi trưởng ông ơi. Nghĩa địa bắn nhau căng vãi. Ui. Tôi bay đến tận ra biển rồi bạn ơi. Thế các bạn bay bệ phóng qua đây. Đây. Bay qua đây các bạn này. Nhanh để cứu mạng nào. Nhanh nghĩa địa cho nó đang có người này. Ui. Bay sao quá làm gì trên mà hả ông ơi. Ui Hồ Nhi Hồ Nhi. Mình có thấy gì đâu. Wow. Ở nghĩa địa ở chỗ căn nhà hướng 150 ấy. Ở đây ông ơi. Ui thằng nào chạy xe đây này. Qua đây heo có người chạy xe ngay hướng 30 không ơi. Ui ra đây các bạn đây. Bạn nhau căng vãi trưởng này. Để đấy bạn ơi. Lên. Bạn nhau căng quá chơi hả anh em ơi. Bom tráng thì ghê rồi. Trong nhà đúng không? Tôi chỉ có phải nhanh coi anh em ơi. Ok các bạn ơi, từ bình tĩnh. Bình tĩnh các bạn ơi. Mình cũng vậy các bạn ơi. Ui, nóc nhà các bạn ơi, nó ngay trên nóc nhà nhá. Ngay trên nóc nhà này các bạn ơi. Ui. Nhảy lốp xe. Ui. What the hell? Có đường bộ không? Đây. Một đứa ngay trên này không ơi. Ôi tôi xong rồi. Cảm ơn máu rồi anh em ạ. Thế thì ghê rồi, thế thì ghê rồi anh em ơi. Từ các bạn đây. Đây. Nào, mãi trên nóc nhà các bạn ơi. Đây anh em ơi, đây. Hôn nhê, clear nó. Clear nó hôn nhê. Ui. Hôn nhê clear chưa? Clear rồi à? Nhầm. Mày làm gì vậy? Nút đồ luôn anh em ơi. Ủa các bạn ơi, các bạn xảy ghê thế. Thế kẹo chịu rồi. Liệu đâu nhiều thế. Anh em chơi ghê thế mình chịu rồi đây, mình cuốn máu coi đã. Nghe nói trên này có góc lag, các bạn có muốn lên thử không? Không, lag á. Quê. Nó lag đứng ngay chỗ này này, anh em cầm chấm chém anh em được bay này. Mình nhớ là vậy anh em ạ. Có một góc lag ở ngay đây này. Góc lag sâu ra tiền. Wow. Nghe nói ở đây đúng không anh em? Hay là ở mãi phía dưới nhỉ? Cậu không nhớ đâu được vậy, cơ. Đâu vậy? Có một góc lag ở mãi trên mà. Nhưng mình nghĩ là cái gì ở nhà. Có lag bay đúng không các bạn ơi? Thầy, đâu vậy? Ui. 60. Ở trên cao, phải gắt quá nhỉ? Ui, các bạn clear rồi à? Các bạn sấy ghê quá rồi, đây. Méo cái gì vậy? Ui, bây giờ mình nhảy ngược lên nhà anh em ơi. Đây các bạn ơi. À, đổ xe cơ. Em ơi, đứng lại em ơi. Đừng có chạy em ơi. Ô, nó chạy rồi à? Chạy rồi. Em vậy chơi. Thế chịu rồi không ơi? Ê, chơi nhưng mà nó đổi cho mình cái xe quân đội mình chạy mà cũng được. Sao bạn ơi? Chơi thiết bị bay đi xem gì bạn. Đây, mình ra thiết bị bay mình bay đây. Bye bye các bạn ơi. Đây mình ra thiết bị bay. Bay đây các bạn ơi. Bay đây.
đi bay bay lắc nào các bạn ơi. Bay lắc các bạn này. Đây đây, chim bị bay chỗ này mà. Ở đây cũng có này bạn ơi. Đâu phải à? Nhiều mà. Cái à? Bay lắc nào anh em ơi. Thế bây giờ bay chúng ta tập trung ở đâu? Bay thế bay lại vào thung lũng đi các bạn ơi. Đi đâu cũng được. Đúng hả? Ừ. Đây anh em ơi. Véo. Không tới á? Tôi đang ở ngay trên phía bên trên này ông ơi. Đây mình Hồ Nhi ơi, qua được qua đây. Qua đây Hồ Nhi ơi. Wow, qua đây bạn ơi. Ui giời ơi, nó bay nó rất ván như kiểu siêu nhân vậy anh em ạ. Nhanh nhanh bạn đây đi. Đây để mình đi xe máy cho bạn, chỗ này có xe máy. Mình nhớ cái này có xe. Đây rồi à. Bạn này bay xa hơn cả mình đấy đấy. Không, có thể lấy một thiết bị bay khác và bay lên trên. Ở đây có thiết bị bay à? Không chơi xe máy. Wow. Xe máy sâu rẻ tiền các bạn ơi. Bay. I can fly. Bay I can fly. Thì hãy đi kiếm đi. Câu. Đôn ra tiền. Mình có làm gì đâu? Làm gì đây? Mình có làm gì đâu? Mình có đang sợ chết đây này các bạn ơi. Uầy. Kẹo ra tiền. Các bạn ơi, ra tiền. Sao tụi ơi. Ở chỗ đấy mình lái xe máy đi nhau nhá. Câu liệu choáng vào cho nó. Hôn nhẹ, câu liệu choáng vào. Uầy. Hôn nhiên cậu liệu tráng ngu quá. Đậu xanh. Ông có liệu tráng không? Câu cho nó một quả liệu tráng vào. Hôn nhiên từ từ đây tôi bắn nổ bom keo cái đã. Câu liệu tráng vào. Đây bắn nổ được không? Hôn nhiên còn liệu tráng không? Vứt đây hôn nhiên. Vứt đây. Hết rồi. Hết rồi. What the hell? Ông bị kẹt xe trong đấy sát thủ. No. Đừng rẻ tiền như vậy. No. No. Đứng chặn. Đừng rẻ tiền như vậy. À nó đi xe được ông ơi. Nó có xe mà. Đâm được mà. Wow. Vào lấy kiếm hai tô cái đã anh em ơi. À Hồ Nhi lấy xe chạy một mình các bạn ơi. Bắn xe Hồ Nhi. Hồ Nhi ơi đừng như vậy. Vứt ra. Wow. Tội đồ anh em ạ. Đây xe này có vẻ hợp này em ơi. Team anh là những Superman của năm. Em ơi cái này người ta gọi là Super Money. Super Fly anh em ạ. Super Fly. Ê team bay lắc kìa. Có xe trước mặt kìa. Ê đâu. Không thấy gì được các bạn ơi. Đấy, xe quân đội à. Nhi để mình lái xe cho. Méo. Wow, lên. Các bạn ơi. Sao có thể phải đi cái con xe Gary cho nó mọc đẹp. No. Tôn Vinh phải đẹp con người, bạn công nhận không? Mình thích Kelly Gold cơ. À đâu, mình thích xe Gold cơ, mình hơi nhầm bạn ơi. Đúng rồi, mình thích xe tím cơ. Trước mặt hình như là đây, có tính ấy. Có thể các bạn ơi, chạy qua thì nhá. Tính nữa bên trái Gary cho nó mọc mà. Một tính nữa bên trái ấy. Đâu bạn ơi, green not một mạc nhá. Ui các bạn ơi, ui các bạn ơi. Các bạn cứ đổ tốc độ nhỉ. Ui. Rồi ôi. Ui. Bạn ơi, mất thằng ai rồi. Ui. Có một thằng đang đi xe đến các cậu ơi. Có cái gì đâu các bạn ơi. Ui giời ơi. Ui. Ui giời ơi. Má mày dám cán tao. Các bạn ơi, mạng đầu tiên của mình. Mình có chưa các bạn nào đấy các bạn ơi. À đâu mình đùa, mình hai mạng rồi. Trời ơi. Đúng rồi, dựng tầng 3 mình tiếp tục rút đồ nhá. Thank you friend đã dựng tầng 3 cho mình rút đồ. Trong nhà nhé. Mình đang rút đồ thì mọi thứ đều bất quan trọng anh em ạ. Nhà lớn bạn ạ. Đâu bạn ơi, nhà lớn á. Hai đứa đâu có đâu. Mấy đứa vậy. Nhà đấy. Tôi vừa lượn được hai quả lựu choáng anh em ạ, tí cho chúng nó choáng luôn. Xong vào cửa đi. Công luôn. À, ngay chỗ cửa ông ơi. Idolisca của mình, Idolisca của mình. À, nó một giống ngoài đây. Lên. Đê. Lên. Bạn ơi, mình bắn yếu một đứa rồi. Sát thủ ơi đừng. Sát thủ ơi đừng. Okay. Đừng sát thủ ơi. Ui. Thế chịu rồi anh em ạ, team của tôi nó clear sạch rồi. Ui bạn ơi. Ui, đâu vậy? Ham mạng và cái kết. Sát thủ ham mạng và cái kết. Hi hi. Hôn Nhi. Chưa cứu xong à? Hôn Nhi giả vờ rẻ tiền anh em ơi. Đây kẹo đổi lại Ska nhá, bởi vì là dẫn anh em mà là kẹo chơi Ska nhiều vào mà. Đây, con này mà làm phát mát không ơi? Bạn ơi. Sao bạn? Đấy, vứt lại cho cậu khẩu phát mát đây. Ok, kẹo đây cầm Ska kẹo sấy tôi nhá mày. Ui. Các bạn ơi, làm gì vậy? Bắn chó đâu mà. Em có các bạn đây. Ui. No. Bạn bắn chó sao bạn sâu rẻ tiền vậy? Ui. Các bạn ơi, xuống đây. Anh em ơi, mình máy cả bị đứng hình này. Xe con nội ở bên trên cũng có mà, đã còn ngon mà ông. Các bạn yêu ơi. Đâu có sao đâu. Máy tôi đang bị đứng hình các bạn ơi. Sao bạn? Xe. Máy tôi đang bị đứng hình không ơi?
sao? Đang chờ nó lát lại ping cái đã. Tôi đang ở chỗ nào vậy? Thế đứng đợi tôi ngoài bo đi, đứng đợi tôi ngoài bo đi. Đang zip bo ấy. Thế đứng đợi mình ngoài bo đây đây. Ok ok được rồi. Được rồi bạn đây đây. Bo này bình thường mà. Đau gì mà căng? Mới đau mà, vẫn đau mà. Bo này bo thứ hai à? Ok. À, Huy thích riêng à? Ê. Huy thích đi riêng à? À, tôi cũng đi riêng bạn ơi. Được bạn ơi. Đây tuyển tập xe quân đội, mỗi đứa một màu xe. Ui giời ơi. Đây nhưng mà classic màu yellow. Ta có màu xanh lá này, màu vàng này. Ui. Với lại màu tím anh em ạ. Tập đoàn đi xe 4 chỗ. Ui các bạn ơi. Chạy thẳng qua. Bên phải đâu, Huy nhé. Chạy thẳng qua hướng Huy này. Sát thủ chạy hơi bị sai lầm rồi. Phía trên này mới đúng này. Bắn bên trái thế mới nghe thấy tiếng súng. Mặt kìa. Càng có nhẹ nhẹ, đâu vậy? Ui, đâu vậy? Huy clear xong rồi. Xong, Huy lưỡi nó dài quá. Huy ơi, lưỡi bạn đây, bên này. Dài vừa phải thôi bạn ơi. Bây giờ ngoài, ngay chỗ băng keo. Ok, let's go. Bây giờ ngay chỗ băng keo thuốc lạ gì đâu. Thế sát thủ chuẩn bị có mạng rồi nha mày. Thôi xong, kẹo mà chỉ có 2 kill. Các bạn chỉ gắt qua đấy. Wow. Huy Nhi ơi. Ui. Thằng nào bắn vậy? Ghê vậy ai chơi hả anh em ơi? Ui, thằng nào bắn gắt vãi trưởng vậy anh em ơi? Ok. Ui nó bắn mấy mạng cho này luôn này ông này. Nó clear hết sạch luôn, đang định clear này. Đậu xanh clear hết sạch anh em ạ. Ui dồi ôi, như này thì làm sao mà kiếm được nhiều mạng hả anh em ơi? Trận này có lẽ như là chơi hơi bị cháy hát đấy anh em ạ. Thế là chỉ còn lại có mấy đứa đây anh em ơi. Còn lại có 5 đứa anh em ạ. À đâu, 4 đứa này. Đúng luôn mà ông ạ. Chắc là còn lại một team ông ạ. Đây đây. Gắt vãi trưởng là hack vậy ông. Không hack mà clear nhiều vậy. Thế hơi sợ rồi ông ơi. Mình có scope 1 x nãy giờ rồi bạn ơi. Lấy được 3 thứ nữa. Gì đấy mà đi. Tò bò đi cơ cậu. Ui là sao? No. Lên xe. Chơi là gì nữa. Wow, mình có 2 kill mà. Bạn 3 kill là bạn còn nhiều đấy. Mình 3 kill. Đấy mình 2 kill như vậy là chúng ta không nên đi chung nữa các bạn ạ. Không, các bạn đánh quá nhiều mạng. No. Nó toàn nói giảm nó tránh thôi. Đây Huy Nhi, Huy Nhi lên xe. Nhanh, hối lỗ đi. Cho lên xe. Lên xe cùng team bay lắc nào. Ê, bạn đã hối lỗ chưa? Hối lỗ chưa? Hối lỗ cho lên xe. Bạn đánh quá nhiều mạng nên bạn phải hối lỗ thôi. Bạn 4 kill rồi à? Có 3 kill thôi. Không, wow. Một công ty. Tí nữa chúng ta sẽ mở ra và biết được sự thật đằng sau. Hiện tại là có 3 kill thôi. Sự thật đáng lòng, ok, vẫn lên xe bình thường nha các bạn. Xe mình có làm gì đâu. Wow. Ui. Chỉ là FD thôi mà. Các bạn làm gì mà căng. Đâu đâu bạn ơi. Ui. Ngay trước mặt á. Ui các bạn ơi. Các bạn có xe các bạn lại không chạy. Các bạn lại thích bắn chay à? Ok thôi. Ok thôi nha bạn. Các bạn thích bắn chay à? Các bạn thích bắn chay à? À nó chạy ngay chỗ thùng container nhá. 2-10 nha các bạn nhá. 2-10 nha các bạn ơi. 2-10 nha các bạn. Ui. 2-10 các bạn ơi. Nốc chưa? Nốc rồi. Ê, đằng sau. Ghê vậy, thằng nào bắn mình ghê vậy. Có thằng sau ấy. Úi ôi. Này có tác nhá. Ok các bạn ơi. Các bạn ơi. Đậu xanh này. Chỗ nào các bạn ơi. Đã quần máu cơ đã. Đâu sát thủ ấy, móc lốp á. Đâu có đâu. Ui bên phải. Ghê rồi. Ui ghê vậy. Bên nào vậy Huy Nhi? Bên phải mình. Bên phải mình nhá. Bên phải có bên nào? What the hell, nào vậy? Đâu phải đâu, hướng sát thủ. Chơi. Đây ngoài. Bom tráng này, anh em ơi. Ui. Ghê vậy. Đây ngoài. Ui. Tráng vẫn xây. Không kịp rồi bạn đây. Tráng vẫn xây đây, chịu rồi. Có lẽ như là ông lợn bom tráng bị sai lầm đấy. Còn 2 thằng sau ấy thôi. Còn 2 thằng cuối thôi mà. Thằng cuối á. Thế từ từ bạn ơi, từ từ bạn ơi. Nó lùi mình này. Thôi xong rồi. Bên này cả xanh bộ thì như mày. Ui. Ui mày nhá. Gắt vậy ai chơi hả anh em ơi. Công à? Ui. Xây ghê vậy. Nó xây ghê vậy anh em ơi. Xây ghê vậy ai chơi. Ui. Thằng này kiểu xây ghê vãi trưởng anh em ơi. What the hell, sao nó xây một mình trước cả 3 đứa luôn. Sự chú ý của ta đã vào về vào ánh mắt của nè. Buồn. Thấy chưa? Thế là xong anh em ạ. Mặc dù đã cố gắng nhưng chúng ta chỉ dừng lại ở top 2 thôi anh em ơi. Buồn quá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.